Nam Mô A Di Đà Phật Con kính thưa toàn thể đại chúng Để kế tiếp điều kiện số 7 Trong 15 điều kiện dành cho thành viên ban hộ niệm Hôm nay lại một lần nữa Chúng con kính mời cư sĩ Phúc Trí Chia sẻ tiếp điều kiện số 8 Để cho các cô bác Khi tham gia đi hộ niệm Hành được như lý, như pháp Sau đây con xin phép được đọc điều kiện số 8 ạ A Di Đà Phật Điều kiện số 8, hộ niệm nên chia thành phiên, mỗi phiên hộ niệm 2 tiếng, thay phiên cần nên chờ cho nhóm khác tới thay thế mới được ra về, phải giữ thân tâm luôn được tỉnh táo. Chỉ nên niệm trong phiên của mình, không nên niệm liên tục quá lâu, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Con xin phép được đọc lại điều kiện số 8 ạ. Hộ niệm nên chia thành phiên, mỗi phiên hộ niệm 2 tiếng. Thay phiên cần chờ cho nhóm khác tới thay thế mới được ra về. Phải giữ thân tâm luôn được tỉnh táo, chỉ nên niệm trong phiên của mình, không không nên niệm liên tục quá lâu, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Dạ, con kính xin cư sĩ chia sẻ thật kỹ cho đại chúng để cho chúng con hiểu rõ về cách chia phiên hộ niệm và tránh được tối đa những điều sơ suất khi đi hộ niệm cho người bệnh ạ chúng con xin thành kính tri ân cư sĩ ạ nam mô a di đà phật à, nam mô a di đà phật à, con kính bạch à, trên chư tôn đức tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng à, cái điều kiện mà thứ tám này nói về niệm phật à, hộ niệm là chia phê, gọi là chia thay thay cá ấy thì tổ sư trong sức trung tu tri mà chư tổ ấy cũng dặn dò và để lại là niệm phật phải nên chia để gì để giữ sức thì tổ sư dạy rằng là thường là hai tiếng một ca có nghĩa là thường hai tiếng một ca tại sao lại phải chia là vì chúng ta là thân phàm phu nên ngồi lâu nó sẽ dẫn đến là ỉ oải mỏi chân nó nhức mỏi chính vì sự đau nhức nên lúc ngồi lâu quá thì nó sẽ không còn được trang nghiêm là một thứ hai ấy, là ngồi lâu quá thì tâm lúc đấy nó sẽ oải và nghĩ đến đau nhức hoặc là nó là là chính còn niệm phật cũng có niệm nhưng mà lúc đó tâm đã bị phân đi rồi vì là phàm phu nên không được nên chính thường đáng lẽ là chư tổ dặn là nên là còn ngồi ghế thì tốt nữa nhưng vì chúng ta đi ra ngoài ấy, thì không thể nào là gia đình họ chuẩn bị ghế hết cho chúng ta được nên chính vì vậy mà chúng ta không muốn làm phiền chứ thực chất nếu có ghế thì là tốt để ngồi nó được lâu nhưng chúng ta đi hộ niệm thì cũng không phải mang theo ghế chứ đúng ra là nếu có ghế được thì tốt ạ chính vì vậy mà tổ với dạy chúng ta là nên là chia ít nhất là làm 2 ca thì 2 ca thì chúng ta niệm hai tiếng chia ra một ca rồi khi cái ca kia tới thì ca này mới được thay nhưng mà chúng ta nhớ là khi thay thì phải chờ ca kia và phải hồi hướng rồi chúng ta mới được ra nhiều người ấy là vì gì chia ca rồi rất là hăng say con đã chứng kiến trong quá khứ đi về hộ niệm với con lúc đầu rất là mê rất là say được hộ niệm là ngồi ngồi lê luôn Con là được Con chấp nhận Nhưng con đưa ra điều kiện là gì Ngồi Ví dụ 2 tiếng một ca Thì họ ngồi liên tục Thì con bảo nhớ Là vậy phải ngồi được 6 tiếng Là vì gì 2 tiếng xong Thôi ngồi tiếp 2 tiếng đúng không ạ Thì phải đến lượt ca tiếp theo là ca mình Thì có phải là thêm cộng thêm Tiếp theo ca của của chính mình nữa không? hai tiếng ca mình này xong rồi sau đó hai tiếng ca tiếp theo của người khác là mình vẫn cứ ngồi tức là phải là bốn không ạ sau đến hai ca hai tiếng của ca người khác thì lại phải đến lượt ca mình đúng không ạ thì lại phải tiếp tục ngồi đấy được nhưng con đã để ý lúc đầu hăng say đến được bốn tiếng là đến tiếng của mình là thôi là chuồn mất con bảo vậy là không có trách nhiệm với ca của chính mình đã hăng say như vậy thì nhớ là gì là phải giữ được cái ca của mình vậy thì ở đây người đến hộ niệm nếu thực sự hăng say như vậy thì phải đảm bảo giữ được cái thời gian là ca của mình không được bỏ vậy nếu ai cũng hăng say cũng như thế rồi gì bỏ cái ca của mình mà ngồi liên tục hai ca liền rồi đến lượt tiếp tục ca của mình mà bỏ thì ca tiếp theo thì không còn mấy ai cả khi không còn mấy ai thì cái nhóm đó dẫn đến gì dẫn đến ảnh hưởng việc là gì là giữ giữ cái, cái niệm phật nó không được tốt nữa thì vậy thì hôm nay chúng ta nhớ vậy thì khi niệm phật hộ niệm thường chúng ta lúc đầu là người họ tắt thử là chúng ta dồn hết tinh thần cả đạo tràng ngồi vào. Lúc đầu khoảng 2 tiếng đầu cho đến 3 tiếng đầu là dồn hết sau khi dồn hết tốc lực vào đấy là bắt đầu chúng ta sẽ chia ca. Nhưng rất nhiều người là không để ý vấn đề này. Nên cứ ngồi xong rồi cứ ra vào là tự do. Thì như vậy thì nó sẽ không có gì Nó không trật tự mà không đảm bảo nó ảnh hưởng đến cái Cái sự ra đi của cái người lâm trung Nên con dặn đại chúng sau này Một, hai, ba tiếng đầu là chúng ta dốc hết toàn tâm là đạo tràng Vào lúc đầu Sau đó là chúng ta phải tự ý về sau nhớ Là cắt cử là một là tất cả những người ngồi phía ngoài là có thể đi ra nghỉ còn lại những người còn phần phía trước là ngồi nguyên để giữ bắt đầu chia ca Như vậy thì gì nó không bị lộn xộn Nó không bị gì ca nhiều ca ít Chúng ta hãy tự nhìn thấy rằng là Phần nửa đến lượt mình là mình nên Là đi ra từ phần mình là Bảo mọi người đi ra bắt đầu chia ca Đấy là gì Để cho gì Cho cái sự chia ca để sắp tới lên liên tục các ca Và gì nó đảm bảo thứ nhất là sức khỏe Thứ hai là nó ổn định nó không bị gì? mất cái trật tự Nên nhiều người ấy là không biết Nên cứ ca nào một tí ca nào một tí Cuối cùng đến chính lượt của mình Thì lại không tròn cái trách nhiệm Chính vì vậy mà gây đến cái gì Đến lộn xộn trong cái việc hộ niệm Vậy thì trong cái việc hộ niệm Thì khi chia ca Và ra nghỉ Thì đúng ra ấy nếu ai mà thực sự vẫn còn muốn còn niệm Phật ấy Không vấn đề Thì một là gì? Là chia rồi Ra rồi Mà muốn được ngồi niệm liên tục Mà muốn ngồi đấy thì có thể ngồi đằng sau Đại chúng kia Hoặc là nếu chỗ nó chật quá Mà mình vẫn muốn ngồi Thì thôi Mình nhường cho người Rồi mình gì? Muốn niệm tiếp Thì về ra cái chỗ mình nghỉ ấy ngồi đấy lâm râm mà niệm Phật hoặc là mình lạy Phật để đem công đức đó hồi hướng cho người ra đi công đức vẫn như vậy mà nhưng vì chúng ta lại cứ nghĩ là chấp trước là gì là phải ngồi trước người ta nhưng vì vấn đề ở đây là đến lượt người khác rồi nhưng tâm mình thì rất muốn ngồi với họ nhưng vì gì phải nhường người khác vậy cái tâm của mình như vậy ấy, thì đã được gì đã được là trọn vẹn cái công đức rồi nên chính vì vậy mà chúng ta không nên là tranh cái chỗ cái ca của người khác rồi chính đến lượt ca của mình thì mình lại bỏ dở còn trường hợp đặc biệt đấy là như thế nào là trong cái ca hộ niệm đấy nếu như là nó ít người quá thì chúng ta có thể ngồi liên tục mấy ca thì đấy là cái ca mà trường hợp nó ít người quá thì ngày trước cũng có giai đoạn mà con đi hộ niệm vì ít người quá nên vì sao vì ngày trước ấy, con đi hộ niệm ở trong 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 sài gòn ấy tại vì ba ca đi liên tục nên đến ca thứ ba là mọi người dã hết rồi ai cũng oải hết rồi chính vì vậy mà không còn mấy người cả nên ca đấy con ngồi gần như từ đầu cho đến hết ca luôn coi là một mình con ngồi một ca còn tất cả đại chúng là có yếu mệt rồi là ngồi một một bè nên con không ra nữa và con ngồi cho đến lúc gần như là ca đấy Kiểm tra thoại tướng là con mới ra Có nghĩa là lúc đấy là gì? Vì rất là là cái kẹt Nên trường hợp, trường hợp đặc biệt Thì con phải ngồi liên tục Vậy thì trong những trường hợp mà đặc biệt Là những cái nhóm mà ít người Hoặc là các ca liên tục Đại chúng đã mệt, đã ỏi Thì có thể thay thế vào đó Thì không vấn đề gì cả nhưng chúng ta nhớ là vẫn phải đảm bảo cái ca mà mình hộ niệm thì trong quá trình mà mình ra đúng ra ấy một như là nghỉ, hai là chúng ta ăn uống để để giữ sức. Đúng ra trong một cái ca như thế thì tổ sư dạy là phải giữ cái tâm thanh tịnh cơ. Có nghĩa là sao? Thanh tịnh thì chúng ta không làm được rồi. Xin thưa rõ là là gì? Chúng ta để giữ được cái tâm thanh tịnh thì khó lòng lắm. Vậy thì chúng ta nên thì giữ bảo giữ thì khó. Vậy thì một là nghĩ. Còn không chỉ được nói chuyện đạo thì nhẹ nhẹ còn được, nhưng không được nói chuyện nhiều. Nhưng đúng đúng là không được nói chuyện thì cái đấy mới là đúng. Giống như là thầy giờ âm có nói khi đi hộ niệm. Cái ngày mình đi hộ niệm đó là ngay ngày đó mình phải giữ tâm rồi. Ngay ngày đó mình phải giữ tâm rồi đấy. Trước khi đi hộ niệm nhá, ngồi lên xe bắt đầu chuẩn bị đến cái nơi hộ niệm là tâm ý đã phải giữ rồi. Xin thưa đó là gì? Tâm ý của ta đã phải giữ rồi. Không được nói chuyện phiếm nữa cơ. Nghĩa là lên xe bắt đầu đi hộ niệm là đã không được nói chuyện rồi. Vì sao ạ? Vì chúng ta nên hiểu là khi như vậy đến hộ niệm là không phải có người gì, người hữu hình đâu. Mà ở đấy là có người vô hình Mà vô hình ấy Thì gì Họ đọc được tâm ý Và những người trong pháp giới Thường họ có gì Có được một chút túc mạng thông Túc mạng thông là sao ạ Họ thông suốt Được quá khứ một chút Thông suốt được tương lai một chút Có nghĩa là gì Có những vị mà thông được Ví dụ như là Trong kinh Đức Phật có nói là cái phàm phu ấy mà có được cái túc mạng thông ấy mà lớn nhất có nghĩa là biết được về quá khứ của một người là khoảng bao nhiêu kiếp chúng ta biết không? Khoảng 80.000 kiếp có nghĩa là nhìn một người mà họ biết được 80.000 kiếp của một người. Có nghĩa là một người phàm phu chúng ta nếu như có cái năng lực có thể biết được như vậy. Vậy thì chư vị trong pháp giới Họ biết được chúng ta như thế nào Chính vì thế mà cái từ trường nó rất là xấu Nếu như chúng ta đi hộ niệm mà chúng ta gì? Chuyện thị phi Vậy thì trong quá trình mà phân chia ca như thế Thì chúng ta nên gọi là gì? Nên thanh tịnh đi ra nhẹ nhàng Nhớ là không nên ồn ào Nhiều nơi khi ra thì nhớ là có chỗ có ghế Thì đứng lên ghế kéo sột soạt Cái đấy là con không đồng ý đâu Ghế kéo nó kêu con không đồng ý Và thầy giáo âm cũng không đồng ý việc này Thầy giáo âm nói là nhất nhẹ nhàng Kéo cái ghế ra Hoặc là mình đứng lên nhẹ nhàng Không làm động và ảnh hưởng Đến sự niệm Phật của người khác Cũng như là người ra đi Nhưng rất nhiều người rất là vô ý là đứng lên, không có ý thức và làm cái ghế nó kêu rất là to. Vậy thì chúng ta phải hiểu là phải giữ cái từ trường, cái không gian nó phải để tốt để cho gì đại chúng niệm Phật giữ được cái tâm ý không bị động thì cái sự niệm Phật hộ niệm đó có được cái môi trường và từ trường tốt. Về cái môi trường và từ trường tốt ấy, chúng ta nhớ này này là một người ở trong cái hoàn cảnh mà không tốt thì gì? Thì cái tâm ý của họ cảm thấy bức bách và khó chịu. Còn một người trong hoàn cảnh tốt thì họ rất là hoan hỉ và vui vẻ. Thì đại chúng đến niệm Phật cái từ trường tâm ý nó cũng là như vậy. Còn được vãng sinh chính là ở người bệnh. Con xin thưa rõ là được vãng sinh chính là nơi người bệnh. Người bệnh có quyết chịu niệm Phật, có quyết chịu buông xuống hay không mà thôi có nghĩa là người bệnh có là quyết lòng mà buông xuống hay không quyết lòng niệm câu a di đà phật hay không mà thôi còn nếu không thì nhất định khó bề vãng sinh tịnh độ còn đại chúng là giữ cái từ trường nó chỉ là làm cho cái hoàn cảnh xung quanh nó tốt hơn một chút đó là giữ cái từ trường chứ không phải vãng sinh là do đại chúng vậy thì đại chúng chỉ là góp một chút phần nhỏ làm cho cái từ trường thôi còn quan trọng vẫn là ở người ra đi Chứ không phải do người hộ niệm Nên nhiều người đã bị nhầm lẫn việc này Nên nhiều lúc là gì? Nói là nói là do người hộ niệm nhưng không phải Người hộ niệm chỉ là mang cái trách nhiệm hướng dẫn Giúp đỡ cho người bệnh hiếu và buông xuống Còn không nghe, không buông Thì họ mất cơ hội vãng sinh đó là vần của họ Đấy, Chúng ta tưởng tượng nếu như mà chúng ta nghe hôm trước chúng ta nghe thấy ca của ông đỉnh pháp danh Phúc Đát đấy đúng không ạ? Là về ông cũng tu và gì cũng đi hộ niệm. Nhưng vì gì? Vì ông bị vướng một cái. Là gì khi người đến hộ niệm nhắc ông thì ông gạt đi. Mở tọa đàm đi ông bảo tắt đi ông biết rồi. Có nghĩa là gì? Đến mức mức mà thầy sư phụ chủ trì của chúng ta đến khai thị còn giơ tay lên là không được nói nữa nghĩa là cuối nghĩ là bất kính đến như vậy có nghĩa là gì nghĩ là mình là thông suốt mình là giỏi rồi thế đấy là gặp nạn nên đại chúng hộ niệm cho đến gì đến 24 tiếng vẫn cứng đơ là vì gì đấy lại không phải do đại chúng mà là nói nhưng vẫn không tiếp nhận là gì là do họ nghĩ họ ngon ăn đấy vậy thì chúng ta nhớ là vậy thì đến hộ niệm thì con nói là gì chúng ta phải hiểu rằng đôi lúc chúng ta xem rằng là gì chúng ta phân chia hoặc là giữ cái giữ cái gì giữ cái cái hình tướng của ta đến lúc chỗ hộ niệm ví dụ như là chúng ta đến nơi hộ niệm mà đến lượt của chúng ta chúng ta ra nhưng khi ra chúng ta lại gì nói không đúng chẳng hạn thì làm gì làm cho người nhà hoặc là đôi lúc ấy người nhà họ hiểu lầm đấy có nhiều trường hợp rồi đi chia ca xong ra rồi nói nhiều cái nó không đúng làm cho gì người nhà họ gì họ rất là gì họ rất là khó chịu và làm cho cái việc hộ niệm cho người bệnh đôi lúc người nhà họ chỉ muốn đòi xác ngay thôi nên con mới nói ở đây là chia ca là chúng ta nhớ là phận của chúng ta chỉ việc đến niệm phật khi chia ca xong ra không phải việc của ta thì ta không được làm nên rất nhiều người đã tự ý làm trái cái điều luật nên nhiều lúc là cái ca hộ niệm đôi lúc còn nói là đôi lúc sơ xuất làm cho người đời và người nhà họ đều hiểu lầm cái việc cái hộ niệm đó nên họ nghĩ là lộn xộn nên chính về gì trong quá khứ trong quá khứ nhưng con nói xin thưa rằng là con điều tra ra thì không phải như vậy nhưng họ cố tình thì đó việc của họ trong quá khứ có một đạo tràng của chúng ta nhóm của chúng ta đi hộ niệm một cái ca lâm chung sau rồi chia ca ra hộ niệm trong lúc ngồi niệm phật và lúc chia ca thì một vị nghe một vị ở đạo tràng khác một vị họ lấy cớ đó chỉ có một người nói qua một câu thôi một người nói qua một câu thôi và vị đó đã vin vào là đạo tràng này chia ca khi gọi con và nói là cái nhóm đó là trong lúc niệm phật hộ niệm cho người ra đi là gì là không giữ tâm thanh tịnh đấy họ bảo vậy làm ảnh hưởng đến sự ra đi của người ta và gì và nói rằng lúc ra rồi mọi người ồn ào mọi thứ nên họ còn đánh giá là đạo tràng không tốt họ bảo ờ con sẽ điều tra con điều tra thì biết là cái ca đó chỉ là mọi người đến giúp thôi mọi người trong đạo tràng đó vì người trong nhóm đạo tràng đó họ đến họ giúp chứ không phải đủ điều kiện là thứ nhất thứ hai là cái người kia ấy là gì? Họ đang tìm cái cớ là vì họ có danh lợi trong đó. Vì họ không biết là, là họ tìm đến đa nhóm kia là để một chút danh lợi nhưng cuối cùng không được danh lợi. Nên họ tìm cách họ nói xấu. Như vậy chúng ta tưởng tượng chỉ cần một chút sơ suất thôi là dẫn đến họ nói không ra gì cả. Và con đã điều tra vụ đó rồi mà. Thì họ đã nói đến không ra gì cả. Thì con biết là đây chỉ là gì? Duyên nghiệp vào một cái cớ đó thôi. Vậy vô tình là gì? Người ta đồn thổi rất là xa Và rất đến tai rất nhiều người Thì vô tình là gì? Làm ảnh hưởng đến cái các ca hộ niệm về sau Nên con dặn đại chúng là gì? Nếu không phải phận của mình Thì tốt nhất là không nên nói gì Mà tốt nhất là khi chia ca Xong ra ngoài đừng nói chuyện Tốt nhất là về cái nơi chỗ đó mình nghỉ Mình đạo tràng với nhau lúc đó à, Ăn uống nghỉ ở chỗ mà trong cái nhóm với nhau để gì để đỡ ảnh hưởng đến gia đình cũng như là đỡ ảnh hưởng đến cái việc mà hàng xóm lăng giềng hoặc người mà họ không hiểu họ pha gọi là thêm mắm thêm muối vào ấy là gì nhiều người họ chỉ có thêm mắm thêm muối thì họ gì họ phá thôi mà nên chính vì vậy còn mong cho toàn thể đại chúng hôm nay hiểu rõ là gì vậy đến lượt ca của mình thì nên gì làm hoàn thành trách nhiệm còn nếu muốn niệm thêm thì cái ca của mình vẫn phải hoàn thành trách nhiệm chứ không phải mình thêm xong đến lượt ca của mình rồi mình bỏ bê nó không được đúng như cái, cái phân công thì đấy là mình phải gánh trách nhiệm con nói là gì phật pháp không ai có trả lương cho chúng ta cả chúng ta nhớ rằng là trong phật pháp là đều là tự nguyện hết mà cũng chẳng ai có trả lương cho chúng ta cả cái này chỉ vì chúng ta là tích công bồi đức để cuối cùng ngày mình bỏ báo thân nhờ cái tích công bồi đức đó mà gì mình có phước phần để tỉnh táo mình có phước phần thì ra đi an lành hơn thì mình nhớ được câu a di đà phật mình niệm mà mình vãng sinh tây phương vậy thì nếu mình không làm tròn trách nhiệm đấy của của mình mà để cho người khác họ làm thì họ tròn trách nhiệm thì công đức có lớn hơn nhưng mình đã gì không tận phận cái việc đó thì vô tình nhá mình không những không có phước mà còn tổn phước chúng ta nhớ là vì trong phật pháp không có ai trả công mà chỉ là tích công bồi đức thôi nếu mình không làm thì để người khác làm đi nhưng chúng ta đã không làm tròn cái trách nhiệm của mình thì chúng ta thì người khác đã không có lợi mà chính mình làm cho cho cái người muốn tu cái công đức đó họ không có cơ hội để họ tu nên chính vì vậy nhiều người đã chủ quan việc này con chỉ ví dụ như đến chùa làm các gì công tác Phật sự ví dụ vậy hoặc là đến đến nơi cộng tu làm những gì công tác Phật sự chúng ta làm ví dụ như là uh, uh, lao tượng Phật và bao sái thứ ví dụ thế hoặc làm những thứ mà giúp đỡ chúng sinh ấy Mà chúng ta tưởng là không ai trả công Rồi chúng ta làm à làm ơi Chúng ta làm vừa làm vừa chơi thích làm làm mà Không làm thì thôi có nghĩa là chúng ta làm một cách là gì Có loa qua thôi Nhưng chúng ta đâu có biết rằng làm tổn hại phước đến đến gì Tổn hại đến chúng sinh Nếu làm cẩn thận thì chúng sinh được lợi đúng không ạ Nhưng do mình làm không cẩn thận Chúng sinh không được lợi Vậy cái việc đó để cho người khác Thứ nhất họ làm, họ làm hết mình, họ làm cẩn thận Thứ nhất là cái người kia họ tu được phước Thứ hai là chúng sinh lại có lợi Vậy vô tình mình hại người Và hại chính mình rồi Nên chính vì vậy trong Phật Pháp Chúng ta phải cẩn thận Chứ không phải chúng ta nói Thích làm là làm Mà không thích làm là không làm đâu Không có chuyện đó đâu Vì trong Phật Pháp Nó gì Nó có phần mà chúng ta nhớ rằng là Mình không làm thì tổn đến người Thì thay vì vậy mà để người khác làm họ vừa có chọn công đức mà người khác lại có lợi chính vì thế mà con mong tại chúng sau này đi hộ niệm thì phát tâm và vững vàng và hoàn thành đúng cái trách nhiệm và cái ca của mình để cho cái công cuộc hộ niệm thì chúng sinh sau này được lợi lạc ạ à. dạ nam mô a di đà phật ạ à. nam mô a di đà phật dạ chúng con xin thành kính tri ân cư sĩ ạ à. nam mô a di đà phật